Kính thưa tất cả quý vị và chắc hẳn trong tất cả chúng ta không còn ai xa lạ hơn nữa và với cái tên Máu Mèo, đúng không ạ? Và xin một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào đón với nghệ sĩ Máu Mèo trong buổi ngày hôm nay, được không quý vị ơi? Vâng ạ, kính thưa tất cả quý vị, Máu Mèo và một người con của làng quê xứ Nghệ chúng ta, một tấm gương thanh niên khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và đã xây dựng nên một thương hiệu độc đáo với 29 cửa hàng sáo trúc và ống hút tre, đã xuất đi hơn 30 nước trên thế giới và mong muốn lớn lao là khai thác hết tiềm năng của tre Việt Nam và một biểu tượng của làng quê, sự bất khuất của con người Việt Nam. Và ngày hôm nay, Máu Mèo đã có mặt tại đây để mang đến tiếng sáo của mình cho tất cả bà con chúng ta cùng thưởng thức, đúng không ạ? Và ngay bây giờ, chúng ta một lần nữa dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của Máu Mèo ngày hôm nay. Lần đầu tiên đến với huyện Thanh Chương, và thứ hai là cho Máu Mèo xin gửi lời chào tới ba con cô bác cùng toàn thể anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay, và chúc cho chúng ta một đêm thật là vui vẻ và tràn ngập sức khỏe và hạnh phúc.
Vâng, rất tuyệt vời, xin cảm ơn Mó Mèo. Một phần biểu diễn rất tuyệt vời trong một tối ngày hôm nay với một không khí biểu diễn rất vui nhộn, và tất cả bà con chúng ta đã cảm thấy phấn khởi và yêu đời hơn phải không ạ? Xin một tràng pháo tay thật lớn để dành tặng cho Máu Mèo nào quý vị ơi. Xin cảm ơn.
Máu Mèo cùng với ban nhạc ITV trong buổi tối ngày hôm nay và tất cả các vũ công chúng ta được không quý vị ơi. Xin cảm ơn rất là nhiều. Vâng ạ, kính thưa tất cả quý vị.